Kính chào quý vị, các bạn, những nhà hảo tâm xa gần đến với chuyên đề vượt qua hiểm nghèo của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, hôm nay một lần nữa mời quý vị trở lại xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh để chia sẻ với một hoàn cảnh hết sức đáng thương. Cả hai vợ chồng đều đang mang trong mình những chứng bệnh hiểm nghèo, không tiền chạy chữa. Mạng sống của người chồng giờ chỉ được tính từng ngày. Mong quý vị chia sẻ với tình cảnh của gia đình anh Trần Giang Khoa, ngụ ấp Bằng Lăng, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh. Căn nhà nhỏ bé trên cụm dân cư xã Tân Ninh này của anh Khoa do bà con người góp cây, người góp tôn xây tặng. Bà con ở đây ai nấy cũng còn khó khăn, mỗi ngày một ít, gom góp chấp giá hàng năm trời mà ngôi nhà vẫn chưa thể lành lặn. Không ruộng đất canh tác, không nghề nghiệp ổn định, cái vòng lẩn quẩn đói nghèo bệnh tật đã đeo đẳng gia đình anh suốt mấy năm qua. Khó khăn chồng chất hơn khi gần đây anh mắc phải chứng bệnh xơ gan. Ở cái tuổi mới vừa hơn 50 nhưng sức khỏe anh xuống dốc nhanh chóng. Giờ đây cả việc đi lại cũng trở nên quá khó với anh. Bụng đã trướng to, theo đó là những cơn đau nhức và đủ các thứ bệnh đang bám níu lấy cơ thể anh. Khi anh mới ngã bệnh, gia đình đã đưa anh đi điều trị nhiều nơi. Đông y có, tây y có. Điều trị được một thời gian ngắn thì gia đình không còn tiền nữa, chỉ đành phải đưa anh về hái thuốc nam uống cầm cự qua ngày. Vợ chồng anh Khoa chỉ có duy nhất một người con gái đã lập gia đình riêng và cũng đang hết sức chật vật kiếm sống ngày hai bữa. Thế là hai vợ chồng anh Khoa phải nhận lãnh cưu mang luôn hai đứa cháu ngoại, một cháu đang học lớp 1 và một cháu lớp 2. Chỗ anh Khoa thì coi như là bệnh xơ gan, rồi bây giờ coi như là không có tiền, coi như là chạy thang thuốc. Vợ của Khoa này thì cũng là mua bán bánh hàng ngày cũng không có bao nhiêu tiền. Rồi giả lại là nuôi hai đứa cháu ngoại ăn học nữa, rồi tiền ăn hàng ngày hàng tháng thì coi như là không có được coi như là chu đáo nên không có thể là trị bệnh được. Hướng tới thì coi như gia đình coi như là rất khó khăn. Gánh nặng áo cơm của gia đình, chuyện học hành của hai cháu nhỏ đều phải dồn hết trên đôi vai yếu ớt của người vợ anh là chị Nguyễn Thị Kim Thoa. Mặc dù đang mắc phải chứng bệnh bú cổ, u xơ tử cung và bệnh về đốt sống, thường xuyên đối mặt với cơn đau nhức hành hạ, nhưng chị vẫn cố gắng đi làm, chạy gạo từng bữa cho bốn miệng ăn. Cả nhà chỉ trông cậy vào một khoản thu nhập ít ỏi từ công việc bán bánh bao của chị. Một ngày của chị thường bắt đầu từ rất sớm. Khi mọi người còn đắm chìm trong giấc ngủ, thì chị đã tất bật thuốc thang cho chồng, chuẩn bị áo quần cho cháu ngoại đến trường, sau đó vội vã ra chợ bán bánh. Công việc cứ tấp nập khiến chị gần như kiệt sức, vậy mà thu nhập vẫn không thể đủ chi tiêu cho nhu cầu tối thiểu của gia đình. Như là anh bệnh, giờ anh bệnh nhiều đó, giờ ở trên thành phố kêu lên tái khám mà giờ không có tiền. Mà giờ bệnh viện thì nằm bệnh viện hoài, bệnh hoài à. Giờ không có tiền đi siêu bệnh cho anh. Tôi cũng bệnh nữa, tôi bệnh đủ thứ, giờ bệnh bú khổ, bệnh đu nang nữa. Giờ trước mắt thì lo cho anh trước, tôi không thắng lo sao. Thì vào năm 2015, anh là mang cái chứng bệnh ngặt nghèo. Thì lúc đầu gia đình anh đã đưa anh đi điều trị, nhưng đến nay thì gia đình anh không còn khả năng đưa anh đi điều trị. Thì hoàn cảnh là kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Hiện nay anh là đang uống thuốc nam cầm chừng. Thì vợ anh thì nói chung thì cũng mang trong mình cũng nhiều cái chứng bệnh. Thì sắp tới đây, coi như là anh cũng là đi là tái khám, nhưng mà số tiền thì lại là không có. Thì về phía hội rõ xã có lời đâu lời kêu gọi là các nhà hảo tâm xa gần, bà con xa gần giúp cho anh số tiền để anh tiếp tục điều trị. Hiện nay sức khỏe của anh Khoa đã rất yếu, nhưng chị không thể kiếm đâu ra tiền để đưa anh đi bệnh viện. Các chứng bú cổ, cột sống của chị cũng đã ngày một xấu đi. Khả năng làm việc của chị cũng đã giảm sút rất nhiều. Chị rất lo lắng, nếu một ngày bệnh tật khiến chị không còn gượng nổi nữa, thì không biết gia đình sẽ ra sao. Thưa quý vị, mọi sự giúp đỡ của quý vị cho gia đình anh Trần Giang Khoa xin vui lòng gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 3 đường Võ Công Tồn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại số 0723 822 529. Quý vị có thể giúp đỡ trực tiếp gia đình anh Khoa theo địa chỉ
ấp Bằng Lăng, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, tiếp tục đón nhận tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm dành cho người nghèo. Trong tuần qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An đã nhận được số tiền trên 41 triệu đồng và 70 kg gạo. Đây là số tiền và gạo mà gia đình anh Nguyễn Văn Lạc, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An được giúp đỡ để có điều kiện chữa bệnh và ổn định cuộc sống. Thay mặt cho gia đình anh Nguyễn Văn Lạc, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu này. Sau đây là danh sách ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Lạc, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, tính đến ngày 6 tháng 12 năm 2016. Danh sách ủng hộ anh Nguyễn Văn Lạc, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, phát sóng ngày 30 tháng 11 năm 2016, thầy An Lộc và Phật tử chùa Kim Cang 300.000 đồng, ni sư Tắc Đức, ni sư An Huệ 100.000 đồng, chú thím Ba Lăng, bé Si Game, bé Pao, Ngọc Quyền Cầu Dôi 400.000 đồng, tiệm vàng Kim Thành Lý Bến Lức 200.000 đồng, nhà máy xay sắt Lạc Thành Bến Lức 200.000 đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hai cư Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường 600.000 đồng một cái mền, bé Louis Mỹ Bình 100.000 đồng, gia đình Quỳnh Ngọc Đáng Mỹ Bình 200.000 đồng, gia đình ông Lương Minh Đáng 2 triệu 500.000 đồng, ông bà nội Gia Bảo Gia Minh 200.000 đồng, Nguyễn Thị Thúy Hân, Nguyễn Quang Phúc 100.000 đồng, Kha Thị Minh Nguyệt phường 4 thành phố Tân An 200.000 đồng, Kim Lan Dung phường 2 thành phố Tân An 300.000 đồng, gia đình Ngọc Thẩm 100.000 đồng, bà Trần Thị Đầy 500.000 đồng, ban hộ niệm Qua Sen, gia đình An Thiện, Diệu Minh, Thiện Minh, Chánh Nghiêm Ánh, Chiếu Viên Mỹ 300.000 đồng, Thanh Thủy, Thanh Trúc, Thanh Sơn 290.000 đồng, Hoàng Nhi và ông bà quá cố bên nội bên ngoại 100.000 đồng, anh Đông công ty Đại Dương 1 triệu đồng, Phật tử chùa Linh Phát Bến Lức 250.000 đồng, gia đình Như Đình, gia đình Chiếu Kim 200.000 đồng, Nguyễn Thanh Xuân 300.000 đồng, gia đình chú Tám Hé, gia đình Quý Tị 200.000 đồng, Bùi Thị Đẹp, Nguyễn Hoàng Oanh 200.000 đồng, Phạm Quỳnh Kim Tuyến, Phạm Phúc Hiền, Phạm Hiếu Hiền 500.000 đồng, năm bé Xuân Thư Ngọc Hiền Tài 400.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thanh, phường 6, thành phố Tân An 1 triệu đồng, Nguyễn Cao Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh 100.000 đồng, Đại Đức Thích Quá Minh và Phật tử chùa Thiên Phước 400.000 đồng, gia đình Úc Bia Châu Thành 150.000 đồng, máy nổ Phát Huy, phường 1, thành phố Tân An 200.000 đồng, Huỳnh Hoang Mực, Trần Thị Mỹ Trân 500.000 đồng, Bùi Cao Sơn Canada 500.000 đồng, Phạm Ngọc Châu 500.000 đồng, tập thể giáo viên Quebec Canada 500.000 đồng, gia đình anh Châu Văn Đỏ 200.000 đồng, mắt kính Tân An 200.000 đồng, bà Trần Thị Đáng, cô Hạnh, bé An 250.000 đồng, chị Tơ, chị Oanh, Long Hữu Đông 150.000 đồng, kho thuốc tiếp liệu cám Greenfit 190.000 đồng, Trần Thị Bận cầm đồ 114 100.000 đồng, Chanh Cường Quyên 100.000 đồng, Pizza Thanh Sang 100.000 đồng, anh Hùng Phân, phường 2, thành phố Tân An 100.000 đồng, ga Thụy Vũ 100.000 đồng, gà rán Hàn Quốc 248 Hùng Dương 100.000 đồng, quán ăn Thu Tuyền 100.000 đồng, hai bé Mai Duyên 50.000 đồng, Thành Đạt Quang Vinh 50.000 đồng, ngân hàng Sacombank chi nhánh Vàm Cỏ 20 kg gạo, nhà trọ Ngọc Nga phường 2 thành phố Tân An 100.000 đồng, chị My Châu Thành 50.000 đồng, thùng từ thiện ngã ba quê Mỹ Thạnh 100.000 đồng, Quỳnh Giang Lập 150.000 đồng, chị bé Thọ phường 4 thành phố Tân An 50.000 đồng, Nguyễn Lê An Châu Thành 50.000 đồng, gia đình Thiện Ân Tâm Hỷ 100.000 đồng, gia đình anh Hùng Nam Cường phường 2 thành phố Tân An 500.000 đồng, anh Công Đạt phường 3 thành phố Tân An 200.000 đồng, dân anh Như Anh phường 3 thành phố Tân An 100.000 đồng, chị Huỳnh Kim Ngân Hậu Nghĩa 100.000 đồng, Trương Giang Khanh 100.000 đồng, Lại Thị Nữ Đức Hòa 100.000 đồng, gia đình Minh Trí Lạc Tấn 100.000 đồng, Trúc Linh Khánh Linh phường 3 thành phố Tân An 200.000 đồng, gia đình chị Tâm phường 1 thành phố Tân An 200.000 đồng, Ngọc Châu Ngọc Nga phường 5 thành phố Tân An 100.000 đồng, Nguyễn Thị Diễm Nhật Ninh 100.000 đồng, Kim Huê Úc Đức phường 1 thành phố Tân An 100.000 đồng, chú Hai Hùng và các con Bến Lức 200.000 đồng, Võ Phú Quốc Long An 100.000 đồng, bà Sáu Nhường 150.000 đồng, chú Hai Toàn 30.000 đồng, Tịnh Thất Thiện Tài 400.000 đồng, nhóm cô Chính Nguyện cậu Úc Diệu Hạnh Úc Thúy Nam Chuyên Tuấn Hồ Bác Phúc Phượng Tám Nết Úc Tịch, Dũng Hoang, Bé Ti, Cậu Nhi 500.000 đồng, Công ty Giải trí Nhạc Sống Xanh 300.000 đồng, Võ Kim Châu 500.000 đồng, ông Nguyễn Mạnh Tường 500.000 đồng, bé Tường Dân 100.000 đồng, tổ Phật tử ấp Bình Điện 1 triệu 100.000 đồng, ông quá cố Trần Văn Đạn Châu Thành 100.000 đồng, gia đình anh Nguyễn Huy Quý phường 1 thành phố Tân An 100.000 đồng, ông bà nội Quốc Thảo phường 1 thành phố Tân An 100.000 đồng, bà nội Kim Yên phường 1 thành phố Tân An 50.000 đồng,
Nguyễn Bích Thủy 200.000 đồng, Bình Đức Minh Tuệ 250.000 đồng, Dương Văn Nhật Cần Duột 200.000 đồng, Thùng Từ Thiện chợ Rạch Kiến 500.000 đồng, Liên Sủng Dàm Láng 400.000 đồng, Thức Ăn Gia Súc Qua Nhân Đức Huệ 100.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết Mai phường 5 thành phố Tân An 200.000 đồng, Hồ Thị Thanh Thúy 200.000 đồng, Nguyễn Thị Kiều phụ tùng Honda Quỳnh Mai Nguyễn Thị B 300.000 đồng, bà Năm Cô Thích Kim Ngân Thúy Hằng 250.000 đồng, bà Lê Thị Trầu Bến Lức 250.000 đồng, nhà máy Bảy Quệ Nguyễn Thị Thu Châu Quốc Nam Châu Quốc Dương Châu Nguyễn Kim Tuyền 100.000 đồng 50 kg gạo, gia đình Thiên Kim Thiên Tú Thiên Hợp Thiên Hảo Thiên Trị Tường Chi 250.000 đồng và một thùng mì, bạn xem đài Châu Thành 500.000 đồng, lò bánh mì Hồng Nương Chính Xương 6 ly Hoàng Mai Phượng Đồ Chai Anh Dạm Cỏ Kim Dân Chi Bán Chén Phượng Giải Bùi Thị Năm Hồng Miên Quốc Minh Oanh Trọng Quý Trọng Nhân Bé Phước Cổ Thiên Phú Diệu Phi 900.000 đồng, Nguyễn Thị Bích Nguyệt Út Kiệm 100.000 đồng, bạn xem đài phường 1 thành phố Tân An 50.000 đồng, Ngọc Sương Thu Hằng Long An 150.000 đồng, Trịnh Giang Tý Dương Thị Tiến Phạm Thị Ba Trịnh Thị Mỹ Qua 400.000 đồng, Trịnh Hữu Phước Bùi Chí Hùng Bùi Trịnh Quy Hùng Trịnh Hữu Đức 300.000 đồng, Hiệu Dài Dự Dự phường 1 thành phố Tân An 500.000 đồng, Tiệm Giải Kim Hoa Tiệm Bánh Chánh Long 200.000 đồng, Loan Thị Sản Cần Duột 200.000 đồng, Trần Lý Như Nguyện, phường 3, thành phố Tân An, 50.000 đồng. Nguyễn Trang Năm, Phạm Thị Nga, Võ Trang Tư, Thiều Thị Bé, Nguyễn Minh, 300.000 đồng. Chú Ba Hưng, chú Tư Phương, 100.000 đồng. Cao Thị Hà, phường 7, thành phố Tân An, 500.000 đồng. Nhóm từ thiện Dì Mười Nên, 2.500.000 đồng. Bùi Chí Thanh, Bùi Chí Tâm, 100.000 đồng. Nhóm từ thiện Nhân Thạnh Trung, 500.000 đồng. Nhóm từ thiện ấp 4 Lạc Tấn, 250.000 đồng. Gia đình anh Nguyễn Hữu Quà, phường 2, thành phố Tân An, 100.000 đồng. Tiệm Hữu Lợi Nguyễn Trường Quy Thuận Võ 200.000 đồng. Chị Lan Anh Bé Sanh Kê Chọn Quyên Hằng Anh Lai Anh Phước Bán Chế Số Chị Hạnh Chị Mai Anh Minh 600.000 đồng. Cô Qua Hướng Thọ Phú 100.000 đồng. Lê Văn Nhật Phường 1 Thành phố Tân An 100.000 đồng. Quán ăn Quỳnh Qua Tủ Phường 1 Thành phố Tân An 500.000 đồng. Mái Che Đức Phương Sửa Xe Quân Phú Bột Sửa Xe Tư Lâm 400.000 đồng. Trần Thị Mai, Việt Kiều Úc 200.000 đồng, bạn xem đài 100.000 đồng, Anh Thành phường 1 thành phố Tân An 50.000 đồng, Anh Sơn Nhân Thạnh Trung 200.000 đồng, nhà máy tôn Quà Phú Bình Tâm 200.000 đồng, nhóm từ thiện chợ phường 6 500.000 đồng, chú Sáu Chánh Khánh Hậu 70.000 đồng, bà Hồ Thị Ba, Ngọc Hà, Ngọc Phi, Duy Tân, Khánh Tiên, Phương Liên 800.000 đồng, bà Hồ Thị Mỹ Lệ, An Vĩnh Ngãi 100.000 đồng, bà Lê Thị Tần Dừa Gạo Tám Trang 250.000 đồng, ông Tám Nhu ấp Trung Hòa 50.000 đồng, Bùi Thanh Liêm Nguyễn Thị Hồng Cúc 100.000 đồng, bé Bùi Gia Tiến phường 6 thành phố Tân An 100.000 đồng, tiệm vàng Kim Tuyền phường 1 thành phố Tân An 500.000 đồng, đại lý vé số Ba Xuyên phường 2 thành phố Tân An 500.000 đồng, Hồng Thị Qua phường 3 thành phố Tân An 200.000 đồng, Dương Thanh Quy Nhị Thành 100.000 đồng, Đỗ Thành Long thành phố Hồ Chí Minh 200.000 đồng, gia đình cô Qua Huệ Kiến Tường 400.000 đồng, gia đình cô Diệu Kiến Tường 400.000 đồng, Nguyễn Ngọc Trân Đức Hòa 100.000 đồng, tập thể công nhân Mai N4 Chinh Lu 150.000 đồng, Thánh Thất Cao Đài xã Phước Lại 1.500.000 đồng, ban hành niệm Thánh Thất Cao Đài Long Hiệp 1.000.000 đồng, Quỳnh Thị Hiếu Đức Hòa 100.000 đồng, Nguyễn Văn Của thành phố Hồ Chí Minh 200.000 đồng, Nguyễn Văn Nhuận thành phố Hồ Chí Minh 200.000 đồng, tập thể công nhân tổ 2S2 Jordan công ty Chinh Lu 400.000 đồng, Nguyễn Văn Hải Bến Tre 100.000 đồng, tổng cộng 41.480.000 đồng và 70 kg gạo, một thùng mì, một cái mền. Tiết mục thông tin nhân đạo đã khép lại chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi sự đóng góp xin vui lòng gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 3 đường Võ Công Tồn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại tiếp nhận 0723 822 529. Xin chân thành cảm ơn.